lọt vào mắt xanh huấn luyện viên Arsene Wenger. Bốn cầu thủ trẻ của học viện Arsenal Hoàng Gia Lai JMG đã có mặt ở London, Anh để bước vào đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại một trong những lò đào tạo tài năng bóng đá trẻ xuất sắc nhất thế giới. Họ bao gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng và Đông Triều. Sau chặng hành trình dài 11 giờ từ Việt Nam, rạng sáng ngày 7 tháng 12, bốn cầu thủ đã có mặt tại thủ đô London để bước vào một cuộc hành trình nhiều cảm xúc, thử sức cùng đội trẻ Arsenal. London chào đón bốn cầu thủ của học viện Arsenal Hoàng Gia Lai JMG bằng làn sương mù đặc trưng, tuyệt vời trắng xóa trên đường, cùng cái lạnh 2 độ C tê cóng chân. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với các cầu thủ trẻ chính là sự chu đáo mà câu lạc bộ Arsenal dành cho họ. Dù đã thống nhất lịch hẹn, cũng như các cầu thủ trẻ đã nắm được địa điểm ăn ở, nhưng Arsenal vẫn cẩn thận cho người đến đón tận sân bay, giơ bảng tên, Mr. Đông Triều, người được bầu làm trưởng nhóm nhờ sự nhanh nhẹn, giao tiếp ngoại ngữ tốt. Nhận ra bốn cầu thủ, tài xế Joseph nhanh chóng làm quen rồi đưa hành lý ra chiếc Mercedes bóng loáng, khiến các chàng trai Việt Nam cảm tưởng như đang là khách VIP của đội bóng pháo thủ thành London. Sau khi chở cả nhóm về nhận phòng tại khách sạn 4 sao Violet Hotel, Joseph cẩn thận dặn dò: "Mọi người lên tắm rửa rồi xuống thẳng nhà hàng Ý ở dưới sảnh khách sạn để dùng bữa tối nhé. Câu lạc bộ đã đặt sẵn hết. Từ giờ đến khi các bạn về nước, tôi sẽ đảm trách việc báo lịch ăn uống, địa điểm để các bạn thấy thoải mái nhất. Sáng mai đúng 10 giờ, tôi sẽ đến đón đi tập." Đúng với cái giá khách sạn 4 sao, bữa ăn tối có thực đơn gồm một phần pizza và ly cacao sữa nóng, tốn hết 100 bảng Anh trên người, khiến bốn cầu thủ trẻ lại tiếp tục choáng váng về cách đối đãi mà Arsenal dành cho mình. Sự chu đáo của pháo thủ giúp họ như quên đi phần nào cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ do phải thay đổi múi giờ. Đó là những ngày tháng vinh quang nhất mà lứa F1 đầy tự hào của bầu Đức được xuất chuồng từ lò đào tạo Hoàng Gia Lai Arsenal JMG. Họ được xem là lứa cầu thủ tài năng và được trang bị kiến thức chuẩn mực nhất từ trước tới giờ. Sau khi xuất sắc hạ U19 Australia với tỷ số 5-1 để đứng đầu bảng, một cầu thủ đối phương hỏi: "Các bạn đã thắng trận này được thưởng bao nhiêu tiền?" Đông Triều trả lời: "Chúng tôi thi đấu không phải vì tiền mà vì hàng chục triệu người hâm mộ quê nhà." Đội tuyển U19 Việt Nam không chỉ thắng bằng trình độ mà còn được ghi nhận bằng thái độ chơi bóng, động lực chơi bóng. Thế nên, đội tuyển U19 Australia càng nể chúng ta hơn. Còn cổ động viên thì khỏi nói rồi. Họ tung hô các cầu thủ này đã khiến con tim yêu đội tuyển sống dậy. Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện đang vô cùng mịt mờ với Đông Triều. Nếu những Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh tuy cũng lận đận, song vẫn còn khả năng theo nghiệp quần đùi áo số, thì Đông Triều đang có nguy cơ trèo dây chuyển nghề. Ở mùa giải 2023, Trần Hữu Đông Triều cùng câu lạc bộ Quảng Ninh lên ngôi vô địch giải hạng nhất với 37 điểm sau 18 vòng đấu, bằng điểm PVF Công an Nhân dân, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng. Nhờ đó, đội chủ sân Tam Kỳ đã giành quyền trở lại V-League 2023-2024. Tuy nhiên, sau khi thăng hạng, Quảng Ninh đã quyết định không dạn hợp đồng với Đông Triều. Đến thời điểm này, cầu thủ 28 tuổi vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới. Do thất nghiệp nên cựu cầu thủ Hoàng Gia Lai đang tính tới khả năng giải nghệ. Muốn hiểu rõ câu chuyện của Đông Triều, chúng ta sẽ cùng trở về thời điểm xuất phát của anh là lò đào tạo Hoàng Gia Lai JMG. Triết lý đào tạo của Hoàng Gia Lai JMG không phân biệt vị trí ở tuổi thiếu niên. Các cầu thủ phải thử và cần chơi ở mọi vị trí. Tới năm đào tạo thứ 5, những cầu thủ trẻ xuất sắc mới bắt đầu được đi giày, được làm quen với chiến thuật sân 11. Đông Triều bởi thế không phải là trung vệ như hiểu biết ngày nay của chúng ta. Ở lò Hoàng Gia Lai JMG, Triều từng là tiền vệ trung tâm, cũng giống như Công Phượng ở tuổi thiếu thời. Trong vai trò ấy, Đông Triều không thiếu năng lực. Năm 2012, Đông Triều cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là bốn cầu thủ Hoàng Gia Lai được tập huấn cùng đội 1 Arsenal do đích thân huấn luyện viên Arsene Wenger dẫn dắt. Bốn người họ từng được ca ngợi là những tương lai của bóng đá Việt Nam, có vị trí không thể tranh cãi ở Hoàng Gia Lai JMG và U19 Việt Nam, tập thể mà họ là nòng cốt khi đó. Nhưng đội bóng không thể chỉ toàn có tiền vệ. Triều không nhanh, đột biến như Công Phượng ở hàng tiền đạo, không toàn diện và xuất sắc như Xuân Trường, Tuấn Anh ở hàng tiền vệ. Bởi vậy, anh về đá trung vệ và đóng khung trong vai trò ấy ở cả tuyển U19 và Hoàng Gia Lai sau này. Trong cơn sốt U19 năm đó, khi người hâm mộ còn ngất ngây với thứ bóng đá kiểm soát, một trung vệ kỹ thuật biệt phát động như Đông Triều là điều gì đó thật thời thượng. Nhưng đó là sự thời thượng không hợp lý. Những va chạm đầu tiên với các đội trẻ Nhật Bản, Tottenham, Roma và cả đội tuyển mạnh trong khu vực sớm bộc lộ rõ hạn chế của U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Guillaume Gratien. Khi nhận ra kỹ thuật từ Hoàng Gia Lai là không đủ, thầy Dồn buộc phải bổ sung thêm chất thép từ các lò đào tạo. Và rất nhanh thôi, Đông Triều đánh mất vị trí trong giải đấu quan trọng nhất của lứa trẻ khi ấy là U19 châu Á 2014. Cặp trung vệ không Hoàng Gia Lai, Bùi Tiến Dũng, Lục Xuân Hưng là những người đá chính. Cũng chính Tiến Dũng là người được Hoàng Gia Lai đưa về đá trung vệ sau đó vài tháng trong mùa giải V-League đầu tiên. Đông Triều bỗng trở thành người thừa.
so với những trung vệ thực thụ như Tiến Dũng, Xuân Hưng, Triều có quá ít lợi thế để cạnh tranh. Hạn chế đào tạo của Hoàng Gia Lai khiến cho họ không thể sản sinh ra bất cứ một trung vệ nào xuất sắc. Điều đó vẫn đúng cho tới ngày hôm nay, khi tất cả cầu thủ Hoàng Gia Lai trên tuyển, kể cả những hậu vệ biên, đều chỉ nổi tiếng với khả năng tấn công. Triều từng kể với Dình: "Tôi chưa quên những ngày tháng phải đá trung vệ hồi ấy. Tôi nổi tiếng là nhờ đá vị trí ấy ở U19 Việt Nam, nhưng đó là đội U19, còn đây là V-League. Tôi chỉ cao 1m7, đá trung vệ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trước các tiền đạo cao to. Không phải tôi sợ, không phải tôi không chơi được, chỉ là làm sao tôi đá được khi các tiền đạo đối phương đều to cao hơn hẳn." Hạn chế của Đông Triều cũng là hạn chế của Lò Hoành Gia Lai JMG. Trong đội hình của Hoành Gia Lai đứng đầu V-League mùa trước, cả ba trung vệ đều không trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Triết lý JMG không ưu tiên cho vị trí này, do đó không sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc. Đông Triều được dạy dỗ để trở thành tiền vệ, nhưng anh phải thi đấu ở vai trò trung vệ. Nhập nhằng về vị trí khiến Đông Triều loay hoay ở Hoàng Gia Lai suốt bao năm qua. Anh không cạnh tranh được với Tuấn Anh, Xuân Trường hay cả Minh Vương, Triều Việt Hưng ở hàng tiền vệ. Anh càng không có cơ hội với các ngoại bình hay những trung vệ thực thụ ở hàng thủ. Triều có trình độ nhưng không đủ tốt cho cả hai phòng tuyến ấy. Anh vẫn được vào sân nhưng chủ yếu trong vai trò dự bị và không thể phát triển thêm được. Trong nhóm 4 cầu thủ Hoàng Gia Lai tập huấn ở Arsenal, sự nghiệp của Đông Triều tiến triển chậm nhất. Khi những đứa trẻ phía sau dần gia nhập đội 1, cuộc cạnh tranh tại Hoàng Gia Lai ngày càng ngột ngạt hơn. Huấn luyện viên Kia Tê Sắc hiện có 3 tiền vệ, tuyển thủ chất lượng là Xuân Trường, Tuấn Anh và Trần Minh Vương ở giữa sân. Nhân sự của Hoàng Gia Lai ở vị trí này dồi dào tới nỗi họ sẵn sàng đẩy Việt Hưng, Châu Ngọc Quang tới Hải Phòng. Trước đó, họ cũng chia tay Lương Hoàng Nam, bán đứt Lê Phạm Thành Long cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Về phần Đông Triều, anh thực ra đã không còn cơ hội sau V-League 2018. Mùa 2019 và 2020, Đông Triều chơi cho Bình Dương. Mùa 2021, Triều về Gia Lai nhưng không được đăng ký dù chỉ một trận. Tôi không hiểu sao thể lực của Đông Triều không tốt. Cậu ấy chỉ chơi được khoảng 60-70 phút là hết sức, buộc tôi phải thay ra. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Sơn than phiền ngày Đông Triều còn được Hoàng Gia Lai cho mượn tới Bình Dương. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Thành Sơn, có thể thấy việc không còn duy trì được nền tảng thể lực là nguyên nhân không nhỏ khiến cho Đông Triều dần mất cơ hội ra sân. Ảnh hưởng sau chấn thương và thể lực đi xuống khiến Đông Triều không thể cạnh tranh được trong tập thể đứng đầu V-League. Đội bóng phố núi ngày càng thăng hoa dưới thời Kẻ Tỷ Sắc thì đòi hỏi về con người ngày càng lớn. Một cầu thủ không chứng tỏ được gì như Đông Triều rõ ràng không có cơ hội ở đội 1 Gia Lai. Đáng chú ý, tiền vệ này từng nằm trong danh sách quân số Hoàng Gia Lai gửi ra Hải Phòng để chuẩn bị cho V-League 2022. Dẫu vậy, cuối cùng Đông Triều không được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lựa chọn. Đến mùa giải 2023, cầu thủ sinh năm 1995 trở về quê nhà thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam. Tại đây, Đông Triều chơi 13 trận, góp công giúp đội bóng vô địch giải hạng nhất. Tuy nhiên, khi Quảng Nam quay lại V-League, cũng là lúc Đông Triều chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 28, đáng ra Đông Triều phải đang ở độ chín của sự nghiệp. Nhưng rồi mọi thứ cuối cùng lại kết thúc theo cách khiến những người yêu mến anh và Hoàng Anh Gia Lai không khỏi tiếc nuối.